Chào các bạn, mình tên là Thủy Thương. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Bizling Corner, nơi mình ao ước lan tỏa niềm đam mê ngôn ngữ học. Mình lại có cái này muốn khoe với các bạn trước khi chúng ta bắt đầu nội dung chính. Đây là hình cô gà lá chanh với lại một cái bánh bông lan Đài Loan Castella. Mình làm hai món này để mời thầy Thái Sơn hôm trước khi mà thầy ghé thăm nhà mình đó. Thầy Thái Sơn là người đồng hành cùng với mình trong buổi Link Talk vừa rồi. Mình đã đăng phần đầu tiên trong nội dung của buổi Link Talk và hôm nay thì mình sẽ đăng tiếp nội dung thứ hai. Trong clip này, mình sẽ tiếp tục với phần Generative Grammar là nội dung chính trong phần chia sẻ của mình. Bây giờ mời các bạn theo dõi nha. Rồi, chúng ta sắp sửa qua phần thứ hai là ngữ pháp tạo sinh Generative Grammar của Noam Chomsky. Generative là ra từ chữ generate, là từ generate. Noam Chomsky, hồi nãy mình có chiếu cái hình của ông á. Ông Chomsky là một cái tên tuổi lớn trong ngôn ngữ học hiện đại. Mình không thể nào học ngôn ngữ học mà không biết Chomsky là ai. Cũng giống như mình không thể nào học vật lý hiện đại mà không biết Albert Einstein là ai. Và các bạn biết khi Chomsky đưa ra cái lý thuyết của ông về Universal Grammar vào khoảng năm 1950 đó, thì kể từ đó trở đi cái giới ngôn ngữ học bắt đầu phân rẽ dữ dội. Bạn không thể nào nói là bạn là một nhà ngôn ngữ học mà bạn không thể rơi vào một trong hai trường hợp, hoặc là bạn ủng hộ trường phái của Chomsky, còn hoặc là bạn phản đối trường phái của Chomsky. Nó là một cái Universal Grammar, Noam Chomsky và những học thuyết của ông là một cái driving force rất là lớn. Nhưng mà cũng kể từ cái thời điểm của Noam Chomsky trở đi thì người ta mới bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ học một cách là có khoa học, theo khoa học. Nhưng bây giờ mình hãy quay trở lại dòng lịch sử một xíu. Thì cái thời điểm mà từ khoảng đầu thế kỷ 20 cho đến khoảng năm 1950 mấy đó, thì người ta chưa có đi theo hướng Generative Grammar. Mà lúc đó cái quan điểm chủ đạo ở trong ngôn ngữ học là Behaviorism. Và một số nhân vật tiêu biểu như là Skinner. Để nói cho dễ hiểu thì chắc các bạn biết cái ví dụ của ông Pavlov. Trong cái, mình nhớ hồi đó mình học sinh, chương trình sinh học năm lớp 9 á, thì cái ví dụ là mình đến cái giờ ăn á, đến giờ cho con chó ăn thì sẽ gõ cái chuông một cái beng. Thì như vậy con chó nó thấy đồ ăn thì nó sẽ tiết ra nước bọt và cứ gõ chuông đúng ngay cái giờ đó. Rồi từ từ sau này á, khi người ta không cho con chó ăn nữa, người ta gõ cái tiếng chuông đó, thì con chó nghe cái tiếng chuông đó, nó sẽ làm cái kích thích để nó tạo ra cái phản xạ là nó tự tiết nước bọt. Đó là cái thí nghiệm của Pavlov. Thì Skinner cũng từ những quan sát đó, ổng mới đưa ra cái phát biểu và ổng tin là language, nó rốt cuộc nó là cái gì? Nó là cái stimulus response system of behavior. Nó có những keyword sau đây các bạn cần phải nhớ. Thứ nhất, ổng xem language là một cái kiểu behavior. Và cái behavior này cần phải có cái stimulus, có cái sự kích thích. Rồi khi người ta produce ra language thì người ta đưa ra cái response. Ví dụ như ba mẹ dạy cho em bé tập nói thì dạy cho em bé cái chữ búp bê đi, đưa con búp bê ra và nói búp bê, thì đó chính là cái stimulus. Rồi khi em bé nói theo là búp bê thì em bé có cái response. Xong rồi ba mẹ vỗ tay và nói ô giỏi quá, đúng rồi, thì ba mẹ đang reinforce, đang củng cố lại cái kích thích đó để em bé có cái response. Skinner thì có một cái quyển quan trọng như là Verbal Behavior năm 1957. Một nhân vật nữa cũng khá là nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng trong cái giai đoạn trước Chomsky là Bloomfield. Thì ông theo Structuralism, ông xem language là một collection of actions hay là collection of utterances. Vậy rốt cuộc bạn hiểu nôm na như vậy nè. Vậy thì cái knowledge of language, kiến thức về ngôn ngữ của một người là cái tổng cộng, là cái collection của tất cả những, thí dụ những cái câu của người đó biết trong cái ngôn ngữ đó. Tôi biết tiếng Việt thì có nghĩa là tôi biết một cái collection of Vietnamese sentences. Bloomfield ông tin là như vậy. Khi Chomsky
xuất bản cái luận án của ổng, và đặc biệt là khi ổng phản bác lại cái Verbal Behavior, cái quyển sách của Skinner vào năm 1959, thì ông là explode, James C. mới explode, ông dẹp hết tất cả những cái truyền thống trước đó của linguistics. Chomsky xin là language không phải là stimulus bond mà là stimulus free, không phải là cứ phải có kích thích, phải có cái stimulus thì mới có cái response. Ông không tin như vậy. Đó, thứ nhất là ông không đồng ý với Skinner. Thứ hai, ông lại càng không đồng ý với Bloomfield. Không phải là tôi biết nói 1000 câu tiếng Việt, điều đó có nghĩa là tôi biết nói tiếng Việt. Nó không phải như vậy. Language nó không có đơn thuần là a collection of learned sentences. Và còn một cái nữa Chomsky không đồng ý là ông không muốn nghiên cứu ngôn ngữ như là cái behavior ở bên ngoài. Nó không phải là cái behavior ở bên ngoài. Nhưng đối với Chomsky, ngôn ngữ là cái ở trong tâm lý của mình, ở trong não của mình. Và đó là cái một cái cơ chế mà mình sinh ra, mình có sẵn nó rồi. Có một cái device gì đó mà giúp cho mình có thể, em bé có thể thụ đắc được ngôn ngữ. Ok. Và nó là cái thuộc về trong não của mình, và nó thuộc về psychology, và psychology thì thuộc về biology, và biology thì nằm trong physics. Vậy thì nói chung linguistics là một ngành khoa học. Ok, và nó là real, đối với ông nó là real. Còn những cái mà mình lời nói và mình nói ra nó không có real, đối với Chomsky nó là arbitrary, nó võ đoán. Và các bạn biết không, khi chúng ta nghiên cứu ngôn ngữ học á, thì các bạn không biết có cảm giác giống như mình không, là mình học nguyên cái giáo trình ngôn ngữ học, mình học mấy cái môn intertwining, mình học phono, mình học syntax, mình học semantics, mình học đã đời, có cảm giác như mình chỉ mới trả lời câu hỏi số 1 thôi. What constitutes knowledge of language, giống như mình chỉ figure out những cái rules, những cái quy tắc ở trong ngôn ngữ thôi. Nhưng mà Chomsky không dừng lại ở đó, ông không thỏa mãn với cái việc là tìm ra cái quy tắc sentence sẽ gồm có noun phrase, xuống trước verb phrase. Ông không thỏa mãn với cái việc là một cái noun phrase sẽ gồm có cái mạo từ đứng trước danh từ, đó là những cái rules trong ngôn ngữ học. Mà ông còn muốn biết được cái điểm số 2 và điểm số 3, rốt cuộc cái origins của language là cái gì? Cái nguồn gốc nào của ngôn ngữ? Ok, những cái quy tắc đó là những cái bên ngoài, nhưng mà làm sao em bé biết được những cái quy tắc đó? Vậy thì đó là câu hỏi số 2, how is such language knowledge acquired? Và số 3 là how is such knowledge put to use? Ví dụ như trong vật lý, các bạn biết ra được cái lượng hút của trái đất, các bạn ra được cái rules như vậy là thôi. Nhưng với nhà ngôn ngữ học thì từ cái rules đó bạn phải đưa ra được tại sao mình acquire được, mình lĩnh hội được cái đó. Ok, vậy đó là ba câu hỏi mà Chomsky đưa ra, và nó tiến bộ hơn so với việc là chúng ta chỉ đơn thuần là biết được, vẽ được cái cây, cái cấu trúc sơ đồ cây nó là như vậy, nó là cái điểm số 1 mà thôi. Ok, cho nên vì những cái đó mà ông đưa ra cái language acquisition device. Và ông hoàn toàn không đồng ý với cái việc là mình sinh ra như một cái tờ giấy trắng bóc, tabula rasa hoặc là blank slate. Ông không đồng ý. Ông tin là phải có cái language acquisition device ở trong não bộ, nó được cài đặt sẵn trong não bộ của em bé. Vì những lý do tiêu biểu sau đây, những lý do lắm, mình đưa ra lý do thứ nhất. Đó là mặc dù ba mẹ dạy ngôn ngữ cho em bé nè, thì các bạn thấy mình nói cái data mà mình đưa cho em bé, nó thứ nhất là nó incorrect, có những lúc mà mình phát âm sai, có những lúc mà mình nói liệu, mình dùng sai ngữ pháp, có những lúc mình dùng từ sai, và cái data đó nó cũng incomplete. Làm sao mình nói được hết tất cả số từ ở trong cái ngôn ngữ đó, làm sao mình nói được hết bao nhiêu là câu trong ngôn ngữ đó được cho em bé. Nhưng mà em bé vẫn có thể lớn lên, vẫn có thể có correct linguistic system, ngữ pháp vẫn đúng, phát âm vẫn chuẩn. Ok, thế nếu chúng ta nói theo kiểu của Bloomfield là cái knowledge of language là collection of utterances, thì giải biết tới chừng nào mới đủ hết được cái số câu trong ngôn ngữ đó, biết chừng nào em bé nó mới biết nói, đúng không các bạn? Children, no matter which linguistic environment they grow up in, go through similar stages. Mình muốn các bạn nhớ hai điều. Điều thứ nhất là similar stages in language acquisition, và cái thứ hai là at the same speed. Mình lấy ví dụ nha, em bé lớn lên trong môi trường nói tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập. Em bé lớn lên trong môi trường nói tiếng Anh là tiếng ngôn, dạ không biết thuật ngữ tiếng Việt gọi là cái gì, nhưng mà mình bắt đầu thấy có những cái tiếp đầu ngữ, tiếp vị ngữ đó. Ok. Hoạt kết hay gì đó mình quên rồi. Rồi em bé lớn lên trong môi trường nói tiếng châu Phi đi, như nãy mình nói một cái câu như vậy sẽ gồm một từ gắn với cả chục, mười mấy cái hình vị luôn, là cái ngôn ngữ
chấp dính hay gì đó mình không biết. Thì cho dù em bé lớn lên trong cái môi trường nói ngôn ngữ nào đi nữa, cái sự phát triển của em bé đó về mặt ngôn ngữ vẫn giống như nhau, là đến khoảng 12 tháng là em bé sẽ nói được đơn âm tiết. Đến khoảng 16 tháng là 1 tuổi rưỡi, em bé sẽ bắt đầu nói được 2 âm tiết. Sau đó em bé sẽ bắt đầu nói được 4-5 âm tiết, rồi bắt đầu xây dựng những câu ngắn ngắn. Bé nào cũng lớn cũng giống y chang như vậy, bất kể cái ngôn ngữ đó nó có phức tạp như thế nào đi chăng nữa. Và at the same speed, nó sẽ giống nhau hết, tốc độ nó giống nhau hết, và nó similar. Xin lỗi, mình mới nói cái chuyện at the same speed. Còn similar là sao? Đó là các bạn thấy các em bé sẽ bắt đầu nói những cái chữ như là ba ba, mama. Em bé sẽ nói âm A trước chứ em bé không nói âm U trước. Em bé sẽ phát âm cái front open vowel, một nguyên âm mở và nguyên âm trước là âm A. Chứ em bé không có nói back vowel là âm U. Em bé sẽ không nói âm E là một close vowel, em bé sẽ không nói trước. Em bé sẽ nói âm ba, 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 âm B là một bilabial, âm hai môi. Chứ em bé sẽ không nói âm sờ, âm thờ trước. Thờ là một âm, âm nướng, alveolar. Em bé không có nói những cái âm đó. Ok, cho nên mình thấy là cái tốc độ phát triển của em bé là giống nhau hết. Và chắc chắn là chúng ta phải sinh ra với một cái blueprint gì đó giống nhau, để chuẩn bị em bé cho cái sự thụ đắc ngôn ngữ trong bất kỳ cái môi trường nào em bé sinh ra. Điểm số 3 là people can produce and understand sentences that they have not encountered before. Đúng không? Ví dụ như bây giờ mình nói, hôm bữa mình đọc cho Úc Trò nghe câu chuyện voi và lợn đó, gì I'm invited to a party. Thì có cái tình huống là bạn voi với bạn lợn khoe nhau là sắp được mời đi dự tiệc. Bây giờ mặc đồ gì đi dự tiệc ta? Cái bạn voi mới nói là oh, chắc đó là một fancy party. À, thế là hai bạn đi mặc đồ cho nó fancy lên, nó lộng lẫy lên, mặc tuxedo rồi mặc váy dạ hội rồi cho nó đẹp lên. Cái chuẩn bị đi cái đó, oh, voi mới nói là nhiều khi không phải fancy party mà là costume party. Xong cái bạn lợn a pool party, Úc Trà mới sửa mẹ, a pool party. Cái bạn lợn mới nói hả, a fancy pool party. Nhưng mà rồi cũng đi chuẩn bị là cái váy dạ hội, xong rồi trồng thêm mấy cái phao tay nè, rồi cái ống thở, ống lặn nè. Bạn đi chuẩn bị đi bữa tiệc ở hồ bơi. Cái chuẩn bị đi, cái hai bạn lại nói hay nó là costume party, một bữa tiệc hóa trang. A fancy pool costume party. Thế là các bạn đeo theo cái mặt nạ để hóa trang nữa. Các bạn tưởng tượng người có máy khúc, đây là mặt nạ hóa trang, cái bắp tay thì là cái phao để ngậm cái ống thở, nhưng mà váy thì váy dạ hội, giày cao gót và xách cái ví. Vậy thì fancy pool costume party là cái mà Úc Trà chưa từng nghe trong đời. Nhưng mà Úc Trà hiểu được, hiểu được là một chuyện mà có thể produce. Cái hồi nó nói mắm nhỉ, I am invited to a fancy pool costume birthday party, kiểu như vậy là bé có thể produce được. Mà những cái đó rõ ràng xin lỗi các bạn, Úc Trà đang nói chuyện. Nhưng mà yeah, bé có thể produce và bé understand được, trong khi rõ ràng chưa có stimulus, đúng không? Chẳng có cái stimulus nào mà bé vẫn respond lại được. Ok, đó là điểm số 3. There can be multiple responses for one single stimulus. Rất là rõ đúng không các bạn? Cùng một cái stimulus, cùng một kích thích, nhưng mà mình có thể có nhiều cái phản xạ khác nhau, mình có thể ra được nhiều câu khác nhau, chứ đâu phải là cứ một đối một đâu, cứ phải stimulus này là phải cái response này. There can be no sudden prediction about which response we will get from a certain stimulus. Điều đó rất là rõ rồi. Cho nên nếu mình chỉ nói là ngôn ngữ là do cái cơ chế là kích thích phản xạ là không thể nào giải thích được cái sự đa dạng của ngôn ngữ, đúng không? Ok, điểm số 5. Crito's paradox là cái mà các generativists hay sử dụng để mà phản bác lại behaviorists. How come we know so much with so little evidence? Ông Plato, ông đưa ra cái problem của mình có rất là ít evidence mà sao mình biết nhiều vậy? Ví dụ như bây giờ mình có một cái câu ambiguous, câu tối nghĩa như vậy. He greeted the girl with a smile. Ok, vậy rốt cuộc ai cười? Anh ấy cười hay là cô ấy cười? He greeted the girl with a smile. Anh ấy vừa cười vừa chào cô gái.
hay là cô gái đó đang cười rồi ảnh lại không chào. Ok, thì làm sao mà mình biết được cái câu đó có thể hiểu được theo nhiều nghĩa, đó là Plato's paradox. Ok, ý đại ý là các bạn hiểu là cái stimulus nó rất là poor, đúng không? Nhưng mà tại sao mình lại có cái response rất là phong phú như vậy? Và các bạn biết không, trong tiếng Anh chúng ta chỉ có một từ duy nhất là language. Nhưng mà thật ra chúng ta có thể phân biệt, theo Chomsky thì mình sẽ phân biệt hai loại language. Một cái gọi là e-language hay là external language. Mà cái là mình đang nói nè, các bạn đang nghe nè, cái đó gọi là external language. Nhưng mà để mình có thể nói ra thì trong não của mình phải có cái gọi là internal language. Nó phải có một cái hệ thống cấu trúc gì bên trong nè, để mình biết cái nguyên tắc của tiếng Việt nó phải vầy, phải phát âm thế này, cấu trúc ngữ pháp thế này. Cho nên nếu các bạn đọc các sách về thủ đắc ngôn ngữ, người ta sẽ gọi là performance, với lại competence. Cái mà mình thấy học sinh phát âm ra, nói ra, viết ra, nó là cái performance. Nhưng còn cái kiến thức về ngôn ngữ, người ta sẽ gọi là competence. Vậy thì đối với các behaviorists, họ sẽ nghiên cứu cái bộ cột bên tay trái, external language. Các nhà behaviorist sẽ nghiên cứu cái bên tay trái. Nhưng mà Chomsky nói no, cái này nó có gì đâu mà thú vị. Ok. Và cái bên tay trái nó sẽ là infinite. Nó là vô hạn. Nhưng làm sao nó có thể vô hạn? Làm sao mình có thể, giống như bạn tưởng tượng trong toán học, không có con số nào là con số lớn nhất, đúng không? Trong toán học thì không có con số nào là con số lớn nhất. Thì trong ngôn ngữ không có cái câu nào gọi là câu dài nhất. Trong tiếng Việt, trong tiếng Anh không hề có câu nào dài nhất. Không có cái từ nào gọi là cái từ dài nhất. Ok. Rồi thì nó sẽ làm sao mình có được cái sự vô hạn đó là nhờ một cái finite set of rules ở trong não của mình, ở bên tay phải, cái eye language của mình. Cái hệ thống, cái quy tắc nó thì có giới hạn thôi. Nó phải có giới hạn thôi để em bé mới có thể học được cái ngôn ngữ. Bây giờ mình ra cái ví dụ. Noun phrase sẽ gồm có một cái mạo từ đứng trước một danh từ. Ok, một mạo từ đứng trước danh từ, nó là finite. Nhưng từ cái finite rule đó, chỉ có một cái rule đó thôi mà mình ra được vô số noun phrase không đếm nổi luôn. Ví dụ như là the cat cũng là mạo từ đứng trước danh từ, a book cũng là mạo từ đứng trước danh từ, an elephant mạo từ đứng trước danh từ, mình có thể kể ra không bao giờ hết, right? The laptop, the student, an apple, right? Rất là nhiều. Ok, tiếp theo với thầy Phước. Rồi, vậy thì khi mình nghiên cứu cái e-language thì mình chỉ nghiên cứu cái corpus, cái collection of sentences, right? Nhưng mà cái mà Chomsky quan tâm là cái gì rốt cuộc ở trong não của một người. Ok, cái gì đang diễn ra trong não của một người. Ok, rồi, tiếp theo luôn. Vậy thì Chomsky sẽ không quan tâm đến cái e-language, mà Chomsky quan tâm đến cái I-language. Đối với Chomsky thì E-language là cái unreal, như hồi nãy mình nói, nó vỏ đoán, nó arbitrary. Còn I-language là nó real, tại vì nó là một cái bộ phận của cơ thể. Ông gọi nó là một cái organ luôn, là một bộ phận cơ thể. Và nó finite. Ok. Rồi mình sẽ chứng minh cái điểm là the longest word and the longest sentence do not exist. Đây là ví dụ trong quyển của Pinker. Các bạn nhìn cái từ A đó, đó là cái từ được ghi lại ở trong từ điển như là cái từ dài nhất ở trong tiếng Anh. Nhưng thực ra bạn luôn luôn có thể làm cho nó dài hơn. Mình có B, C, D, E, mình có thể làm cho cái từ đó nó dài hơn nữa, đúng không? Vậy thì the longest word does not exist. Ok, tiếp theo. Còn câu thì sao? Hồi nãy mình nói là không có cái câu nào gọi là cái câu dài nhất, giả bộ. Đây là cái câu dài nhất không thiệt, không phải giả bộ. Đây là câu dài nhất trong tiểu thuyết của William Faulkner, và nó dài gồm có 1.300 từ. Nó bắt đầu là they both worried as though in deliberate gì đó. Các bạn có thể Google cái câu này, nó dài. Ghi trong sách kỷ lục Guinness là câu dài nhất. Nhưng bây giờ ông Pinker ông nói no, tôi có thể làm cho nó dài hơn bằng cái phép rất là đơn giản gọi là recursive. Bây giờ ông dùng recursive, ông nói là Faulkner wrote that they both borrowed as though. Hoặc là thêm câu nữa là Tinker wrote that, Faulkner wrote that they both borrowed as though gì đó. Hoặc là who cares that, Tinker wrote that, Faulkner wrote that they both borrowed gì đó. Thế là cái câu tự nhiên nó dài hơn, đúng không các bạn?
nhưng mà đây không phải là câu dài nhất. Gần đây thì có một cái quyển tiểu thuyết mới được xuất bản, và trong đó có cái câu dài nhất trong tiếng Anh, nó gồm có 426.100 từ. Một cái câu này không mà nó dài hơn 1.000 trang. Cái câu đó nó gồm rất nhiều cái thứ, the fact that, the fact that, the fact that. Ông cứ nhét the fact that vô, xong rốt cuộc ra một cái câu dài hơn 1.000 trang. Nhưng chúng ta có thể làm câu này dài hơn nữa đúng không? Chỉ đơn giản mà cắt thêm một cái the fact that nữa lại câu này dài hơn. Ok, vậy làm sao mình có thể làm cái phép nhiệm màu đó được? Đó là nhờ cái iLanguage. iLanguage thì nó finite, nó có giới hạn thôi. Nhưng mà từ cái finite set of rules đó mà mình ra cái infinite e-language, đúng không? Và Chomsky nói là cái e-language nó là cái externalized behavior. Nó chỉ là cái hành vi ở bên ngoài thôi, trong khi iLanguage là cái internalized mechanism. Ông argue against cái việc nghiên cứu về e-language. Ông đưa ra cái dẫn chứng là poverty of stimulus, là tại vì ta không thể nào cung cấp đủ hết tất cả những cái kích thích để một người sử dụng ngôn ngữ có thể hết, để có được hết tất cả các phản xạ. Nếu mà ta chỉ dựa vào cái stimulus và response thì làm sao ta giải thích được cái creativity của người sử dụng ngôn ngữ, hay là cái tính, cái đặc điểm của ngôn ngữ gọi là productivity. À, thầy Phước có thể click vô video cho cái bạn này bán vơ tay vơ chân. Đây là Út Trò. Hôm bữa đi ra chơi tí. Ok, bạn chế ra một cái câu chuyện như vậy. Once upon a nothing, there was a nothing. Once he met a nothing and he said, nothing, can you nothing me a nothing? It's on the nothing next to a nothing in a nothing. Ủa cái này bạn đâu có stimulus đâu mà sao tự nhiên bạn produce ra được? Rõ ràng là em bé rất là creative với ngôn ngữ. Bạn có khả năng code switching bởi vì bạn là một em bé song ngữ. Ở Việt Nam bạn có một cái xe đạp thăng bằng. Khi mà bạn nói chuyện với mình một cái câu bằng tiếng Việt, mẹ ơi cho con chạy xe tutti nha, bạn sẽ rất là tutti. Nhưng khi mà bạn nói cùng cái câu đó mà bạn nói với mình bằng tiếng Anh, bạn sẽ không nói là tutti, bạn sẽ là tutti. Tutti. Thì cái đó ai dạy bạn? Cái code switching đó là ai dạy? Nó không tự, nó có một cái cơ chế sẵn ở trong não để bé code switch rất là nhanh từ tutti không bật hơi sang tutti bật hơi cái âm tiết đầu và dùng âm flat cho cái phụ âm giữa. Bạn có thể switch giữa accent này với accent khác. Bạn sang Mỹ, bạn có hai người bạn đó có ba là người Nghệ An, mẹ là người Hải Phòng, sinh ra và lớn lên ở Nhật, cho nên bạn có thể tưởng tượng được là cái accent của hai em bé đó nó rất là funny. Hai em bé nó nói tiếng Việt rất là funny. Mark Úc cho mỗi khi gặp hai em bé đó tự nhiên sẽ adapt theo cái accent của hai em bé đó. Bây giờ mình chơi lấy cửa nhé, mình chơi cảnh sát bắt chú trùm nhé. Rất là làm cái code switching đó là tự nhiên trong não bộ nó làm thôi, chứ mình có làm gì đâu. Hoặc là tonic, như là cái quyển mình đọc cho con của mình. Chắc các bạn mà học TEYL với mình thì biết where is the green sheep? Here is the black sheep. Here is the red sheep. But where is the green sheep? Cái sau đó Úc Cao mới hát là where is the lion sheep? Tự lẫn chế. Where is the lion sheep? Lion sheep là gì con? Lion sheep là có cái con mà mẹ là lion mà ba là sheep. Thì bạn tự coin, bạn tự chế ra những cái từ đó. Thì cái đó là trong não bộ của bé sẽ giúp cho bé biết được cái cách để thành lập một compound noun ở trong tiếng Anh như thế nào, đúng không? Chứ bạn chưa có stimulus trước. Rồi, hoặc là mình kể cái câu chuyện creolization rất là thú vị. Có hai câu chuyện, nhưng mình nói câu chuyện thứ nhất thôi nha, trong sách của Tinker. Đó là các bạn biết vào khoảng 1890 gì đó thì ở Hawaii sẽ có những cái đồn điền mà họ trồng mía đó. Thì công nhân ở đồn điền đó sẽ là những người đến từ nhiều nơi, có người Nhật, có người Trung Quốc, có người này kia, thì ngôn ngữ họ khác nhau, nhưng vì cái nhu cầu giao tiếp cho công việc cho nên họ phải sinh ra một cái ngôn ngữ chung để mà họ giao tiếp, một cái thứ tiếng Anh để mà họ có thể hiểu nhau để họ giao tiếp. Cái thứ tiếng Anh đó gọi là pidgin, và cái tiếng Anh đó nó sẽ sai ngữ pháp, nó sẽ có những cái lỗi đồ này kia. Nhưng mà cái thế hệ con của những cái người mà nói tiếng pidgin đó khi lớn lên thì họ sẽ nói cái loại ngôn ngữ mà những người con nó nói, người ta gọi là creole. Cho nên mình có cái danh từ là động từ là creolize, creolization. Cái creole đó nó mướt hơn, nó
mượt hơn, cái ngữ pháp nó tiếng nó đẹp hơn. Đó là câu chuyện rất thật. Ok, và kể cả trong sign language, ngôn ngữ cử chỉ, ở Nicaragua người ta cũng ghi nhận lại những câu chuyện đại loại là như vậy. Những trẻ câm điếc khi nó gom lại vào trong một cái môi trường thì nó sẽ có cái pigeon. Cái pigeon đó nó sẽ có những cái khiếm khuyết, những cái thế hệ thứ hai khi mà nghe cái pigeon lớn lên, cái pigeon nó sẽ tự nó điều chỉnh lại, nó cái creole trong sign language, ngôn ngữ cử chỉ và nó mướt hơn, nó đẹp hơn. Ok, có những cái quy tắc ngữ pháp của nó. Vậy thì làm sao mà em bé làm được cái đó? Chính là nhờ cái language acquisition device. Cho nên Chomsky đã đề xuất là mình phải shift focus, mình quay cái mặt ông này qua, ông không nhìn e-language nữa, ông nhìn i-language. Ok, rồi bây giờ không chơi với e-language nữa vì nó không phải là real, nó unreal, nó artificial, nó arbitrary, nó võ đoán, nó not interesting, có gì đâu mà hay. Đối với Chomsky là vậy. Cái điều thú vị hơn là chúng ta hãy tìm những cái hệ thống quy tắc ở trong i-language để giúp cho em bé có thể tự đắc ngôn ngữ. Rồi, vậy thì Chomsky bảo là ok, mọi người bây giờ mình sẽ shift the focus từ cái behavior ở bên ngoài sang cái the states of the mind or the brain that enter into behavior. Để rốt cuộc mình coi cái não mình đang diễn ra những cái chuyện gì nè, để mình có những cái behavior, cái language behavior như thế. Vậy làm sao mình nghiên cứu được i-language mà mình không thể nào mổ cái não của một người ra? Giống như bạn thấy cái máy tính, bạn bấm 2 cộng 2, nó ra số 4. Nhưng bây giờ bạn tò mò, bạn không biết làm sao cái máy tính nó giỏi như thế. Bạn không thể nào mở banh cái máy tính ra. Kể cả bạn có mở ra thì cũng chỉ thấy dây nhợ, con chip, máy móc của pin đồ này kia. Mổ cái não ra thì chỉ thấy tế bào neuron, chứ không thấy được cái chữ I nằm đâu, chữ U nằm đâu. Rồi không thấy cái prefix nằm đâu, suffix nằm đâu. Vậy làm sao mình nghiên cứu được i-language? Bằng cách là mình nghiên cứu, mình quan sát cái e-language của người sử dụng ngôn ngữ. Nó sẽ là cái window cho mình để mình nghiên cứu i-language. Vậy tóm lại đối với Chomsky thì ông tin rằng có trong não mình có cái language acquisition device. Nó là cái thứ gì? Thứ nhất là real, thứ hai là innate, nó bẩm sinh, thứ ba là nó formal, nó có theo cái công thức, có những công thức. Noun phrase sẽ gồm có một cái determiner đứng trước một noun, sentence thì sẽ có noun phrase đứng trước verb phrase, ok, kiểu như vậy. Và language acquisition device nó là cái thứ individual. Bạn tưởng tượng như mỗi một người đều có bàn tay, thì cái bàn tay đó nó là individual, ok, nhưng mà nó có cái chung cái hình dạng là của cái bàn tay. Hoặc là con mắt thì mỗi người sẽ có mắt khác nhau, mắt có màu này màu kia, nhưng mà ta vẫn có cái ngành gọi là nghiên cứu về nhãn khoa. Ok, và nhiệm vụ của chúng ta là những generative linguists, Chomsky bảo là gì? Mình phải find basic elements of grammar mà nó vừa rich enough để có thể cover được, có thể lý giải được cái hệ thống ngôn ngữ của tất cả các ngôn ngữ trên thế giới nó vận hành như thế nào. Nhưng mà cái bộ quy tắc đó nó phải meager enough, nó cũng phải nhỏ vừa đủ để mà em bé nó có thể học được. Đó là cái ý mà Baker diễn đạt lại. Nó phải rich enough, nhưng mà phải meager enough. Các bạn hiểu ha? Vậy, tóm lại Universal Grammar. What we expect to find then is a highly structured theory of UG based on a number of fundamental principles. The principles là cái nó sẽ bao trùm tất cả các ngôn ngữ. That sharply restrict the class of attainable grammars and narrowly constrain their form, but with parameters. Parameters là cái nó sẽ riêng cho từng ngôn ngữ, but have to be fixed by experience. Ok, vậy các bạn hiểu ha, trong Universal Grammar mình sẽ có những cái rules mà nó chung hết, ví dụ tất cả các ngôn ngữ thì đều sẽ có chủ từ đứng trước động từ, đứng trước vị ngữ, chủ ngữ đứng trước vị ngữ, nhưng sẽ có những cái parameters cho từng cái ngôn ngữ. Một cái bằng chứng cho language acquisition device phản bác lại cái chuyện stimulus và response là cái word test rất là nổi tiếng. Người ta cho những cái em bé đó vào trong cái cuộc nghiên cứu, người ta cho bé coi cái hình của cái con này, người ta gọi this is a word. Xong rồi người ta cho coi hai cái hình, vậy thì có hai cái con word mình sẽ gọi là gì, thì em bé sẽ nói là There are two words. Ủa, tại sao em bé biết được là với số nhiều mình phải đọc là ok, rõ ràng là em bé chưa có cái stimulus trước đó. Tại vì word là một cái từ người ta invent, người ta chế ra thôi.
người ta tự tự nghĩ ra thôi, chứ trước khi bước vào phòng thí nghiệm em bé chưa biết. Vậy em bé không có stimulus làm sao em bé có được cái response, chứng tỏ là trong đầu em bé phải có cái công thức sẵn. Hoặc là cái language acquisition device cũng giúp cho một em bé, ví dụ em bé song ngữ trong trường hợp của Ultra, sẽ nói được là trong tiếng Anh mình nói là a red car và trong tiếng Việt thì nói là xe đỏ, chứ em bé song ngữ đó sẽ không nói là a car red trong tiếng Anh, cũng không nói là đỏ xe trong tiếng Việt. Vậy cái gì giúp cho em bé biết được là cái modifier trong tiếng Anh phải đứng đằng trước danh từ cái hát nào mà trong tiếng Việt nó đứng đằng sau hát nào? Chỉ có thể giải thích là language acquisition device. Và trong quá trình học tiếng Anh thì Úc Tro chưa hề mắc cái lỗi loại lỗi này. Ok. Và cũng nhờ cái language acquisition device mà các bạn sẽ biết được cái chỗ trống trong hai câu này nó sẽ khác nhau. Tôi appeal to whom to know the answer. Nó sẽ khác với tôi appeal to whom to know the answer. Vậy rốt cuộc trong câu A, ai là người whom they know the answer? Trong câu A sẽ là tôi, đúng không? Tôi biết cái câu trả lời. Nhưng trong khi đó câu B sẽ là whom may know the answer, đúng không các bạn? Ok, rồi. Đó là phần tóm tắt rất sơ lược của mình về ngữ pháp tạo sinh. Và tóm lại thì chúng ta đang trình bày cái lý thuyết của Chomsky về language acquisition device. Nó sẽ có những đặc điểm sau đây. Nó là real nè, nó là inborn nè, nó là formula, nó có cái công thức nè, và nó là cái gì đó individual. Và đây là cái điều nó gây tranh cãi, gây phân rẽ trong lý luận ngữ học. Và các bạn biết khi mình học ngôn học sẽ có những trường phái khác nhau. Chomsky là một trường phái, mình không nói là Chomsky đúng 100%, nhưng đây là cách để mà ông, đây là cách nhìn của ông về ngôn ngữ, về phần đáp ngôn ngữ. Các bạn sẽ có thể hỏi thêm về thầy Sơn, tại vì điều rất thú vị là trường của mình là University of Rochester thì dạy theo trường phái của Chomsky. Và theo trường phái Chomsky và sẽ phát triển rất mạnh về computational linguistics. Còn trường của thầy Sơn là Hofstra University thì lại đi theo cái hướng là ngôn ngữ học xã hội, đúng không? Theo hướng của Halliday đằng kia. Thì hôm nay mình đem đến hai cái nhìn khác nhau cùng về ngôn ngữ học. Và cảm ơn các bạn. Vậy thì xin nhường lời lại cho thầy Phước và cho thầy Sơn. Dạ, em cảm ơn cô Thị Phương với phần chia sẻ rất là thú vị về ngôn ngữ học tạo sinh nè. Bây giờ là sẽ có phần Q&A. Các bạn khán giả, các bạn có thể hỏi cô Thị Phương để cô có thể giải đáp luôn về trước khi mình chuyển sang cái phần kế tiếp của thầy Sơn nè. Có bạn nào có câu hỏi không ạ? Không thôi thì mình sẽ hỏi đó. Rồi, bạn nào hỏi thì mình có thể gõ mình gõ trong cái chat box, hoặc là mình có thể trực tiếp mình raise your voice, mình nói chuyện ha. Và trong cái câu hỏi các bạn gửi về thì mình thấy là dường như là cái phần của cô Thị Thương đã trả lời hết những câu hỏi các bạn gửi từ trước. Nhưng mà bây giờ các bạn sau khi nghe rồi, các bạn có muốn đặt một câu hỏi trực tiếp không ạ? Có ai không ạ? Rồi, nếu như trong khi chờ đợi các bạn thì mình có câu hỏi dành cho cô. Thì khi mà em học về cái khóa học syntax của thầy Hector thì em thấy có hai khái niệm universal grammar và generative grammar. Thầy thì em không biết rằng là cái nào nó bao gồm cái nào. Generative grammar là một cái trường phái trong ngôn ngữ học đó thầy Phước. Thì nó ra từ cái chữ generate, từ cái công thức. Ví dụ như là NP revised as article preceding the noun, đúng không? Thì từ cái đó mình có thể generate ra được vô số câu, vô số cái e-language. Nên từ đó mình có cái chữ từ cái generative grammar. Ok. Rồi còn universal grammar thì nó không phải gọi là một cái ngôn, là một cái trường phái trong ngôn ngữ học, mà nó là một cái mảng, một cái phần, một cái components của language acquisition device. Okay. Vậy là nó là một cái hypothesis
một cái lý thuyết của Chomsky đưa ra. Còn generative grammar là thì nó chỉ chung một cái umbrella term chỉ về các trường phái ngôn ngữ học, và nó có nhiều giai đoạn phát triển, kiểu như mình học là principles and parameters, hoặc là sau này mình học về syntax 2, mình học minimalism. Thì cái umbrella term sẽ gọi là generative grammar. Vậy là hai cái khái niệm đó khác nhau đó cô? Đúng rồi, hai cái khái niệm khác nhau. Thầy ơi, em nói có đúng không vậy thầy? Thầy còn đúng chị. Yeah, that's right, that's right. Okay. Okay. Có một câu hỏi nữa là trong cái phần trình bày của cô á, thì em thấy rằng là universal grammar thì những cái đặc điểm ngôn ngữ thì nó sẽ tồn tại theo dạng như là binary, tức là hoặc là zero hoặc là one, phải không cô? Tức là tùy vào mỗi ngôn ngữ thì nó sẽ bật về zero hoặc là nó bật về one. Nhưng mà em có đọc số tài liệu khác thì nó không phải là binary mà nó là một cái continuum, nó dao động từ 0 đến 100 nha. Mỗi cái ngôn ngữ nó sẽ dao động trên cái continuum đó, chứ nó sẽ không phải là binary 0 hoặc là 1. Như vậy em rất là confused vậy, em không biết là nó là binary hay là nó là continuum. Cái câu này thì chắc phải nhờ thầy, bởi vì thầy biết tới 14 ngôn ngữ, còn cô chỉ biết tiếng Anh với lại tiếng Việt. Nhưng mà theo như cảm nhận của cô và qua cái ví dụ hồi nãy cô kể, tiếng Việt là ngôn ngữ đơn lập, rồi còn tiếng Anh thì mình sẽ có những cái phụ tố, mình quên mất cái thuật ngữ nó là cái gì, xong rồi mình lại có cái tiếng hay là tiếng của châu Phi, thì nó sẽ dính một chùm vô luôn. Thì ít nhất là về mặt hình vậy thì mình thấy có ba loại. Cho nên cái quan điểm của cô vẫn xem nó là một cái continuum, nó là một cái quang phổ. Đúng rồi. Nó là một cái quang phổ. Cô cũng nghĩ nó là cái kiểu như quang phổ, chứ không phải nó phân đôi hoặc là có hoặc là không. Cho nên cái quan điểm của cô là khi người ta nói rằng trong tiếng Việt không có syntax thì cô không đồng ý như vậy. Vì cô vẫn tin rằng tiếng Việt nó cũng nằm trong cái continuum và nó behave theo cái cực ở phía bên này của cái continuum đó. Trong tiếng Việt vẫn có cái zero một phim, cô nghĩ là như vậy. Dạ thầy ơi, câu này Phước hỏi thì thầy thấy sao? Hello Mr. Hector, so can I ask you like so is parameters they are binary setting or they are kind of continuum that fluctuate between 0 and 100? So it's just my wondering, can you help me to answer that? Yes. Sorry, I disconnected myself instead of answering. Sorry. Yes. Okay. So what happens is that, you know, languages always change. Okay, and when they change, you can see that there is that continuous change. Yeah? So for example, let's imagine, for example, in Spanish, okay? Typically, we drop the subject, all right? However, in some tenses, the first person and the third person are the same, okay? So when you look at those particular tenses within Spanish, where you have the same form, you do not drop the subject. So in that case, you can see that Spanish has both. We have pro drop and non pro drop. Okay? And then eventually, what happens with those speakers, the children trying to learn the language, notice that they hear the subject much more than the people that drop all the time. So the system is going to change and it becomes obligatory subject again. You see? So when this is happening, that's when you find the continuous. Okay, so the continuum there is when there's a processing change. There's a processing change, and then you will find that variation. Okay, what is happening there? Okay, so for example, in English, when you look at the history of English and you look at do support, old English, you, for example, if you wanted to say, did you eat? In old English, you used to say, ate you. Okay, ate you. You didn't have to say, did you eat? Okay, but then, you know, the verb stopped moving. So in that case, you couldn't say ate you, you have to say,
did you eat? Okay. Now, if you read Shakespeare, for example, Shakespeare will have the two systems. Shakespeare will have questions with do, and he will also have questions without do. That's when you have that continuum, you see? So the system hasn't decided yet, but eventually the system settles. And if you look at modern English, then pretty much we have do support everywhere, okay? You still find that, for example, in modern English with the verb to need, okay? So notice that in American English, we say, I don't need to go. But in British English, you still say, you need go, or you needn't go, you see? Now, in American English, you never say, you needn't go. You say, you don't need to go, you see? So the verb need in the same language has two systems, okay? And, you know, it changes from one to the other. And that's where you can find that variation, okay? But eventually we'll settle down. Okay. Hope that answers that question. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Okay, thank you, yeah.